Chào các bạn, hôm nay bài số 23 của chúng ta sẽ tiếp tục chức năng để xây dựng cái trang quản trị sử dụng Angular.js. Bài này chúng ta sẽ học về cách đọc danh sách dữ liệu từ web API ra Angular.js. Chúng ta có 4 bước để làm việc này, đó là chúng ta phải tạo một web API để list ra danh sách của product category, sau đó thì tạo một cái service common để đọc API. Cái này có thể dùng chung cho tất cả các thành phần và đọc web API trong Angular controller, và cuối cùng là sử dụng ng repeat directive để hiển thị dữ liệu. Phần demo của chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ vào lại phần backend. Phần backend của chúng ta đã tạo sẵn cái post category rồi. Ở đây chúng ta có thể thêm mới một cái. Ở đây chúng ta sẽ dùng sục chi để tách nhánh ra trước. Từ bài số 23, từ bài số 22, chúng ta có cái này. Cái này chúng ta sẽ xóa đi, vì hôm qua mình nén code lại, thì nó sẽ tạo một cái nhánh dựa trên cái bài số 22. Branch Working. Ok, bài 23. Chúng ta tạo thì nó sẽ tự động, nó sẽ check out bài số 23 ở đây. Sau đó service này chúng ta sẽ tạo mới cho thằng product category. Category service. Cái này chúng ta có thể copy bên post, chúng ta copy nguyên cho bên này thì nhanh hơn, bởi vì là nó cũng tương tự như các phương thức của chúng ta, chỉ cần thay thế. Các bạn nhìn post chúng ta thay bằng product repeat all model repository unit of work. Đó. Bây giờ thì các bạn đã có cái service là list all rồi. Đây. List all của chúng ta có tất cả những cái service chúng ta cần đây. Và các bạn có thể hoàn thành trước hoặc hoàn thành sau, nhưng mà trong quá trình làm thì mình sẽ hoàn thành dần các cái service này. Đến sau cùng, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tạo cái API cho nó. Chúng ta sẽ tạo một cái controller. Controller này có đấy là web API empty product category. Mình chọn product bởi vì product là cái tiêu biểu nhất. Chúng ta nhớ là không kế thừa từ cái API mặc định, mà chúng ta kế thừa từ API controller bay. Nó có các phương thức bay cho chúng ta để chúng ta thao tác ghi lỗi. Chúng ta có phần controller này nó báo là không có service error, thì chúng ta phải khai báo cái constructor product category. Chúng ta truyền vào IERROR service. Error service kế thừa từ thằng bay, nó sẽ truyền cái error service này vào. Ok, ngoài ra thì thằng này nó cũng sẽ cần cái i product category service, product category. Các bạn viết đúng conversion cho mình như thế này thì nó rất là chuẩn. Các phương thức, các cái báo cách nhau ra một dòng. Cái này thì tham số trong này thì không có dấu hành ngang để phân biệt được đâu là biến của lớp và đâu là biến của constructor. Chúng ta dùng zip để xác định đây là biến của lớp. Chúng ta gán từ giá trị truyền vào.
này đã được tự động tiêm và injection ở trong cái bài backend rồi. Chúng ta sẽ viết một cái API tương tự như là API list ở trong này, guest. Chúng ta dùng cái cách viết, chúng ta sẽ trả về một HTTP response message phần hàm guest all, chúng ta truyền vào sẽ là HTTP request message request và không truyền vào cái gì cả. Chúng ta sẽ trả về một cái, chúng ta có một cái phương thức ở trong phần API này, API pay này, chúng ta có create HTTP response có hai tham số request và function, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng create HTTP response truyền vào request và truyền vào một cái đối tượng function. Chúng ta sẽ trả về một cái data, ở đây chúng ta là border chấm bằng cái vocabulary.getAll, sau đó chúng ta sẽ map nó ra data response data bằng, chúng ta dùng mapper, chúng ta using cái auto mapper vào map cái thằng nguồn là thằng product list của product category list đây là web list và cái đích là cái list của thằng product category view model đó, và truyền vào cái model để nó biết cái này chưa có, chúng ta sẽ phải tạo mới trong phần model này, tạo một class tên là product category view model, view model, và chúng ta cũng dùng các thuộc tính ở đây, chúng ta lấy ở trong thuộc tính của model product category. Tuy nhiên cái này nó không đầy đủ bằng cái post category này chúng ta đã xử lý sẵn rồi, nếu mà đúng tên thì nó sẽ tự map được. Chúng ta thay vì là product view model, post view model, thì chúng ta có product view model. Chúng ta có product view model rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải tạo product tag view model giống như thằng product tag view model, và chúng ta có product tag view model thì chúng ta copy từ post view model sang post view model, chúng ta thay post id bằng product id. Ok, chỗ này là product, tên của thuộc tính đó. Tiếp theo chúng ta sẽ sửa cái product tag view model, chúng ta copy từ post chúng ta dán cái ID vào mà product view model. Ok, giống hệt như là bên tin tức chúng ta tạo, và có một cái nữa đó là product view model, chúng ta không phải là cái này mà chúng ta là product tag view model chúng ta dán ở đây, và product view model thì nó lấy từ các thuộc tính của product ta lấy về, nhưng mà chúng ta bỏ các cái tham số đi, product view model, product view model đây, chúng ta sẽ bỏ các cái thuộc tính của phần data đi, ta chỉ lấy cái
đem cái thuộc tính đơn giản không có các attribute này. Mapping cái này thì chúng ta có thể chuyển sang block category view model để nó mapping. Sau này chúng ta include chúng ta mapping ra rồi mapping luôn cả cái include đấy thì nó sẽ rất là tiện đó các bạn. Block view ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần service, chúng ta include vào, ra ngoài này chúng ta mới map bởi vì là cái view mùa nó chỉ được sử dụng ở trong web API thôi. Chúng ta sẽ vào respond bằng cái chúng ta sẽ dùng cái clip response, chúng ta dùng cái request chấm response truyền vào hai cái HTTP status code là success tức là ok tức là nó thành công 400 và truyền vào response data đó chính là chúng ta đã thành công. Và đây chúng ta chỉ cần lệnh return ra cái response thôi đó. Bây giờ chúng ta thêm một cái thuộc tính route prefix cho đây, cho cái API này. Chúng ta sẽ lấy từ API thuộc product category. Cái này chúng ta có thể kẻ chéo hoặc là viết liền. Chúng ta viết như này thì nó sẽ hiểu là cái prefix của chúng ta. Đây chúng ta mình quen tay viết cái ngoặc nháy đơn trong C# mà phải nháy kép. Sau đấy đến route là phải là ghép ôn, không phải là phải mà là mình đặt ghép ôn thì khi mà địa chỉ của nó sẽ là cái này cộng với cái ghép ôn đấy, mình sẽ chạy một postman để test cái ứng dụng. Ở đây chúng ta có một lỗi không thể chuyển từ list enumerable, ở chỗ này nó sẽ là enumerable. Ở trong phương thức nó trả ra cái gì thì mình phải map về cái đấy nếu không bị lỗi. Đây nó báo là không thể respond message, không thể chuyển kiểu let hat response message sang là respond request. Respond message để tạo mới chỗ này phải trả về respond message mới đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy và test thử cái này. Buổi sáng ở bên mình thì nó có cái loa phường cho nên nó hơi bị ồn một chút, các bạn bỏ qua nó, cố gắng tập trung vào. Mình cũng đây là cái điều ngoài ý muốn mà mình không thể cách âm được hết. Chúng ta chỉ cần chạy cái server này, khi mà cái này nó start rồi ấy, thì các bạn không cần phải bật cái trình duyệt nên nó vẫn chạy bình thường. Các bạn dùng cái thử cái guest API product category đúng theo cái chúng ta đặt prefix này, sau đó đến get all không có cái gì bởi vì nó không có cái dữ liệu ở trong đấy. Không sao, chúng ta sẽ ship mới một số cái dữ liệu vào đây. Chúng ta sẽ ship mới bằng cách chúng ta vào phần migration này, chúng ta không thêm trực tiếp vào DB mà chúng ta sẽ thêm vào một cái phần sheet. Đây là tạo mới sheet mới cái user và chúng ta sẽ sheet mới cái private void create product category symbol. Chúng ta sẽ dùng cái
DB context để chúng ta add mới. Ở đây chúng ta có thể comment cái đoạn này lại và chúng ta tạo mới cái context, chúng ta truyền cái DB context vào đây. Và cái phương thức này chúng ta sẽ create a new list product category, list product category, truyền vào list, sau đó new một cái list đấy, chúng ta có new một cái product category. Ở trong này thì chúng ta xem DB nó có những cái trường nào mà chúng ta bắt buộc phải nhập thì chúng ta sẽ nhập vào trước để cho chúng ta tạo ra một cái đối tượng được trước, còn sau thì chúng ta có thể thêm dữ liệu, sửa dữ liệu sau. Đây là phần tạo dữ liệu mẫu, mình nghĩ là sẽ rất có ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm. Các bạn chưa làm được phần create thì bạn vẫn có thể to do shop product category. Đây non và một cái search non, tức là ID, name alias và status, name bằng product. Ở đây chúng ta sẽ là lấy một cái dụng product danh mục một, ví dụ như là lấy cái đi điều à điện lạnh này, alias của chúng ta là điện lạnh, status là bằng chu. Chúng ta clone ra vài cái này là viễn thông, cái này là đồ gia dụng, cái này là mỹ phẩm. Ok, cái này để sau này chúng ta sell, chúng ta dùng alias này, đồ gia dụng, đồ mỹ phẩm. Có một điều mình vừa mới nghĩ đấy là chúng ta thiếu ở trong cái product view model này, chúng ta thiếu mấy cái trường chúng ta kế thừa mà để chúng ta đã thêm ở trong cái 7 cái trường này, nó không có ở trong product view model. Ok, sau đó chúng ta dùng context chấm product category chấm add range cái list, sau đó context chấm xếp trên thôi, if chúng ta đây chúng ta if cái context chấm product category chấm cao mà nó bằng không thì chúng ta mới làm việc này, tức là lần sau chúng ta chạy nó không bị thêm mới nữa. Và chúng ta gọi cái hàm này create symbol ở đây, truyền vào context, chúng ta sẽ chạy cái, chúng ta chỉ cần chạy cái run, chúng ta không thay đổi gì DB thì chúng ta chỉ cần chạy cái update database, nó sẽ tự run cái seed seeding method. Đó, run không có gì thay đổi trong migration và run cái seeding method. Tôi xem trong này có cái gì không? Có 3 bản ghi. Bạn sẽ xem đây. Chúng ta đang không chạy cái server đấy, bây giờ chúng ta phải debug nó mới chạy được. Xem một cái nó sẽ ra missing map confliction. Tức ở đây chúng ta
thiếu cấu hình ở trong AutoMapper. Phần mapping này chúng ta chưa có mapping cho thằng product category. Đến product category view model. Mapping luôn cho thằng product và product view model. Map luôn cho thằng product tag và product tag view model. Ok. Bây giờ nó chạy. Thiếu cái thừa cái dấu này. Dấu này của chúng ta ok, nó chạy thành công. Cái này lỗi bởi vì các bạn gặp hay lỗi này bởi vì là các bạn có controller ở trong home nhưng không có cái view ở trong thư mục này. Home controller có nhưng mà view index không có. Thư mục view, thư mục home và index view không có nên bị lỗi. Các bạn chỉ cần tạo là xong. Mình cứ để nó lỗi thì không sao. Đó, các bạn đã lấy về một list JSON rồi. Vậy test API đã thành công. Bước tiếp theo là chúng ta đi vào bước 3. Đó là cái bước để tạo một cái common API, một cái service ở trong phần app này để chúng ta gọi. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái service ở tên là một cái file JavaScript ở tên là API service. File này nó là một cái service dùng chung cho tất cả. Và viết cách viết chúng ta rất đơn giản. Chúng ta gắn nó cái này vào tdshop.common tức là thuộc namespace, tức là cái module này. Các bạn mình nói mapping cho C# cho dễ hiểu. Namespace thuộc tdshop.common. Chúng ta truyền vào một cái đối tham số, một cái app. Sau đó chúng ta app chấm, chúng ta dùng factory cũng được mà chúng ta dùng service cũng được. Có hai cách để khai báo service như bài trước mình đã hướng dẫn rồi. Chúng ta dùng cái Angular vào để cho nó gợi ý. Đó. Nó thêm cái thừa vào đây. App.module à service. Tên của service thì nó là API service rồi. Và đây là một cái hàm. Thì chúng ta cũng đặt một cái tên, một cái function giống như tên của service, cũng tương tự như là cái controller vậy đó. Sau đó chúng ta chỉ việc inject một cái nữa, nó là một cái dùng API config. Chúng ta tiêm đối tượng static directive là in, dùng cái cú pháp chấm đô la inject một cái mảng nhập vào. Tên của nó là HTTP, một cái directive có sẵn của một cái service có sẵn của Angular thì chúng ta có thể dùng ở đây HTTP. Nếu chúng ta bỏ cái này đi thì nó cũng được, nhưng khi mà các bạn minify code lại thì nó không, chỗ này nó đổi thành chữ E, nó sẽ không hiểu được là cái HTTP này là cái gì nên nó chết khi mà chúng ta nén code lại. Còn bình thường chúng ta chạy bình thường. Chúng ta cái này chúng ta sẽ có bốn phương thức nên chúng ta sẽ viết dần. Ở đây chúng ta khai báo một cái phương thức get. Chúng ta sẽ return ra một cái đối tượng có get bằng get, tức là phương thức chúng ta phải định nghĩa cái phương thức get trong này. Function get. Get ở đây chúng ta có ba tham số. Ta có URL để get. Chúng ta có param để get và một cái hàm success, một cái hàm fail. Success ed, fail ed. Các bạn nếu mà tiếng Anh mà nó chúng ta có hai dấu s và hai dấu này. Bỏ cái này đi cho dài, tự dài. Chúng ta có bốn tham số và chúng ta dùng cái HTTP service để dùng cái hàm get này để truyền vào gọi cái request đến API.
chúng ta có truyền vào tham số đầu tiên là cái URL, cái tham số thứ hai là cái param, và cái tham số thứ ba là chúng ta có một cái then, tức là xử lý sau khi mà chúng ta gọi. Thì cái then này chúng ta có hai tham số là hai cái hàm. Thì hàm đầu tiên của chúng ta thành công thì là chúng ta truyền về cái, thì nó sẽ trả về cho ta một cái result, và result đấy chúng ta bắt được bằng cách chúng ta gọi cái hàm success và truyền vào cái result. Tiếp theo đến cái tham số thứ hai, đó là một cái hàm error, một cái hàm error để bắt lỗi, thì chúng ta cũng truyền vào cái hàm fail. Fail lùa. Fail. Chúng ta bắt vào một cái hàm fail. Và truyền về cái, trả về cái error cho nó. Đó, cái hàm này rất ngắn thôi. Ban đầu thì đơn giản như vậy, thì đầu sau này chúng ta sẽ thêm các cái phần bắt các cái lỗi khác ở đây. Chúng ta sẽ có thể update cái service này. Cái set get này chúng ta có hiện tại có một phương thức, sau này chúng ta có sẽ thêm nhiều phương thức post put vào đây. Thì mỗi một bài mình sẽ thêm update cái API này. Bước tiếp theo là chúng ta phải nhúng cái API này vào file chính. Chúng ta có app, chúng ta sẽ nhúng service vào đây. Khi mà khởi tạo app, chúng ta sẽ nhúng service. Nó nằm trong table common, cho nên là chúng ta có thể là để bên đằng sau cái table common này. Đó là bước nhúng. Tiếp theo cái bước mà chúng ta đọc ra. Đọc ra thì chúng ta sẽ vào phần block category, chúng ta tạo mới một cái file, đó là product category list view. List view. Ở đây chúng ta xem cái tên của chúng ta, nếu mà viết có list rồi thì không cần phải. Và một cái controller cho nó là product list controller. Product category list controller. Và chỗ này chúng ta sẽ khai báo ở trong cái module, nó cũng tạo mới một module bởi vì nó cũng là một module. Module này của chúng ta là product category chấm module. Tí chúng ta cũng sẽ nhúng nó vào. Chúng ta làm giống hệt như là bên product chúng ta khởi tạo, chỗ này là product category, chỗ này sẽ là product category. Ok, nó cũng include cái common vào, và chỗ này sẽ là product, tên của nó product category, truyền vào cái tên thư mục cũng là product category. List view product category đầu tiên chúng ta bỏ cái product category add đã, nó sẽ add vào sau. Khi nó vào cái link này, nó sẽ trỏ đến cái controller này, thì chúng ta sẽ phải khai báo cái controller cho nó. Chúng ta cũng làm như là bên controller của thằng product thôi. Chúng ta có product category controller viết chúng ta viết giống trong cái phần khai báo. Đó. Nó nằm ở trong tdu chấm, tên của nó phải giống hệt tên ở trong phần khai báo, nó không bị lỗi. Chỗ này chúng ta sẽ check H1 product category. Chúng ta bị chậm lúc đầu thôi, sau chúng ta sẽ nhanh, bởi vì ứng dụng của ta lúc đầu thiết kế có cấu trúc rất
rõ ràng, cho nên là chúng ta sẽ phải mất nhiều công để setup nó. Chúng ta sẽ include nó vào trong cái app chính ngoài product. Ở đây chúng ta có thể xuống dòng để cho nó dễ hơn. Config product module tên là product category. Ok, sau khi nhúng vào thì chúng ta phải nhúng ở chỗ này thì nó mới nhận được product. Chúng ta có product category module, chúng ta có một cái controller là product list controller. Tiếp theo chúng ta sẽ nhúng nó vào một cái phần menu. Phần menu của chúng ta sẽ làm một cái sản phẩm. Ở đây navigation của chúng ta để mặc định đây là trang chủ. Trang chủ của chúng ta thì bỏ đi không có cái gì cả. Menu chính rồi. Đến đoạn thứ hai này sẽ là sản phẩm. Sản phẩm ở đây chúng ta sẽ cần hai cái, đó là thuộc tính của chúng ta UI ref đến trang product category. Tên này nó được khai báo ở trong cái này. Cái S thì chúng ta sẽ, cái thứ hai đấy là cái product để chúng ta đến danh sách sản phẩm. Đây là danh mục sản phẩm, còn cái này là danh sách sản phẩm. Đây là sản phẩm thôi đó. Chúng ta sẽ chạy thử cái này để xem một lỗi gì không. Bây giờ chúng ta sẽ phải hiển thị ra trước, xong bắt đầu chúng ta mới đọc dữ liệu ra. Đọc ra thì bài 1 chúng ta chỉ cần đọc ra là thành công rồi. Chúng ta vẫn bị lỗi gì đây, không thể tìm được cái product category này từ state app.service cũng not function. Chúng ta xem lại cái cách chúng ta khai báo service. Chúng ta dùng service không thì chúng ta sẽ dùng factory. Factory cho cái phần khai báo service này để giảm thiểu lỗi của cái này, nó đang bị lỗi không tìm thấy. Vậy chúng ta xem lại cái này, nó app chúng ta có một cái lỗi ở đây, chúng ta phải dùng lại angular.module thì nó mới chỉ ra được namespace. Có một lỗi load ảnh cho cái ảnh image. Ok, không sao cả, chúng ta vẫn bị lỗi ở cái product category. Và chúng ta xem app này, chúng ta đã nhúng cái product category rồi, rồi cái product module ta vô tắt hết đi dễ. Product category module chúng ta đã nhúng cái state product category vào. State của nó là product category. Chúng ta mở thử cái file index cho xem có đúng không. Đúng, ES-grep. Ahrefs rồi. Đây mà không tìm thấy. Sản phẩm hai cái thằng này đều không tìm thấy. Chúng ta sẽ Ctrl F5 lại.
router nó không tìm thấy bởi vì sao? Chúng ta sẽ vào phần trang chính này, phần dưới cùng để xem nhúng có thiếu gì không. Rack module này, rack category module này. Cái module này thì không cần phải khai báo cái gì rồi. tdoshop.product category app tdoshop common. Ok, tdoshop product. Chúng ta có state provider. Chúng ta tắt đi chạy lại. Chúng ta bị lỗi ở dòng product này. Không tìm thấy được cái state state này của chúng ta không tìm thấy. UI address. Ở chỗ này có nghĩa là chúng ta có một cái lỗi ở trong phần khai báo. Đó là chúng ta không được có dấu vân này ở đây. Chúng ta sẽ xem, mình vừa search ở syntax một lỗi rất là bất cập đó. Chúng ta lấy được product category rồi, vì vậy thì cái product category này chúng ta bây giờ chỉ việc trình bày nó ở trong cái list thôi. À, chúng ta có một trang home, chúng ta sẽ copy cái HTML của nó sang bên này. Chúng ta có trang chủ, một tạo cái danh sách sản phẩm xong đến danh sách sản à danh mục sản phẩm của chúng ta thì không cần, cái này không cần. Ok, danh mục sản phẩm đây đến body thì chúng ta sẽ viết ở đây, footer thì không cần thiết. Body chúng ta sẽ thử viết chạy cái này. Ok, danh mục sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái page, chúng ta trước cái phần admin LTE này chúng ta có page thì chúng ta xem cái mẫu table symbol đi. Đó. Chúng ta lấy một cái mẫu, mẫu nó đẹp thì chúng ta lấy. Ở trong cái này nó mình thấy có một cái này thôi, border table. Nhìn nó sẽ clear hơn. Thu mấy cái này lại. Main slide bar. Symbol table. Border table. Chúng ta có một cái box. Một cái section content. Nó có ID bằng 6. Vậy chúng ta chỉ lấy một cái box thôi, mới lấy một cái box này. Thì chúng ta có một cái row div class row, tức là một cái dòng, sau đó thì con md 6 à 12, đây là hiển thị full. Box footer là chạy thử cái quản trị này. Đó. Vậy ở trên này nó có cái footer rồi thì chúng ta không cần cái box nữa. Chúng ta hit chúng ta lấy một cái table thôi. Còn lại bên trong thì là một cái row rồi. Ok. Sau đó chúng ta sẽ lặp cái này. Chúng ta hiển thị ra ID, tên và trạng thái đây, ID ở đây, à, đây là ngày tạo, ngày xưa. Chúng ta có một cái table với các TR của nó như thế này.
Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta phải đọc nó ra bằng ng-repeat. Ở đây chúng ta có một cái view, chúng ta đã xây dựng xong cái view bằng HTML. Vậy ở đây chúng ta sẽ phải nhiệm vụ là đọc ra. Chúng ta đã xóa các cái dòng thừa, chúng ta chỉ cần để một cái tr ở đây. Thì đầu tiên thì chúng ta phải code ở trong product list controller. Chúng ta sẽ khai báo, chúng ta sẽ phải inject một cái scope vào. Đối tượng một biến scope, ở đây thì để mini file thì chúng ta phải product category chấm dollar inject để nó truyền, nó tiêm một đối tượng scope vào đây. Đây là một cái service của thằng Angular, và trong này chúng ta sử dụng service, chúng ta sẽ khai báo một cái scope chấm product category bằng một cái mảng rỗng, và chúng ta sẽ khai báo một cái phương thức để lấy dữ liệu từ server về. Chúng ta sẽ khai báo một cái phương thức, ở đây chúng ta có scope chấm get list product category. Nếu mà có dấu gạch, chúng ta sẽ bằng một cái phương thức. Phương thức này chúng ta sẽ định nghĩa riêng tên của nó đây, và chúng ta có hàm inject thêm một cái nữa, đó là cái API service mà chúng ta vừa include từ common, mà chúng trong bài trước thì trong phần trước chúng ta có API service chính là tên của cái module mà chúng ta chính là tên của cái service mà chúng ta tạo ở trong cái namespace, trong cái module tdo common. Chúng ta có API service này, chúng ta sẽ gọi nó bằng cách API service. Chúng ta phải khai báo biến ra đây, tiêm một đằng, nhưng mà chỗ này là phải instance của nó, giống như một cái constructor chấm get. Tham số đầu tiên là cái URL, chúng ta có API product category. Chúng ta xem lại cái đường dẫn product category, sau đó đến get all config để null bởi vì không có gì. Chúng ta có một cái hàm succeed, hàm succeed và một hàm là fail. Hai hàm này chúng ta viết liền nhau, cách nhau một dấu phẩy. Chúng ta có một cái succeed. Ở đây chúng ta sẽ trả, nó sẽ trả giống như một cái đối tượng Ajax, nó sẽ trả về result. Và ở đây chúng ta gán cái scope chấm dữ liệu này, product này bằng cái result chấm data. Result chấm data thì có nghĩa là chúng ta sẽ đã trả, lúc này chúng ta đã trả về từ response này rồi. Tí nữa thì chúng ta sẽ debug để xem. Tiếp tục là cái phần fail. Phần fail thì chúng ta sẽ console.log ra là close product category fail. Ok, chúng ta sẽ ghi log ra nếu mà nó lỗi. Ở đây chúng ta gọi và chúng ta trả về giá trị rất đơn giản, chúng ta dùng API service định nghĩa sẵn. Vậy thì nó rất là ngắn gọn khi mỗi lần chúng ta dùng. Và cuối cùng chúng ta sẽ gọi cái hàm get category ở đây, và nó sẽ chạy khi mà controller khởi tạo. Dữ liệu được truyền ra với dạng tên biến là product category. Vậy ở bên ngoài phần view của cái module này chúng ta sẽ lập, ở đây chúng ta dùng một cái lập trong cái tr này, chúng ta sẽ dùng cái
ng-repeat với một cách lập giống như for x. Chúng ta có tên một tên biến là cat item đi, in in cái tên biến mà chúng ta truyền ra của scope, tên biến mà chúng ta gắn vào scope để truyền đi. Thì chúng ta có ID, chúng ta có tên danh mục, ở đây chúng ta có status, à ngày tạo và trạng thái, bốn cái status này, trạng thái. Ok, chúng ta có ID, chúng ta binding nó ra thì chúng ta dùng hai cái gộp nhọn là biến item.id, tên của thuộc tính. À, các bạn nhớ là trên cơ sở dữ liệu map, à, cái đối tượng view model nó tên là gì thì chúng ta sẽ phải binding là như thế. Ở dưới này sẽ là ngày tạo, item.created date, và chỗ này là trạng thái, chúng ta có item.status. Bài này chúng ta sẽ chỉ list ra những cái danh mục thô sơ như này. Đến bài sau chúng ta sẽ học cách format để cho nó đẹp. Chúng ta chạy thử xem nó có lỗi gì không. Chạy ra thì nó sẽ, chúng ta sẽ chạy admin. Chúng ta bật F12 lên để xem có cái lỗi gì không. Ở đây nó có cái lỗi 404 của cái favicon sản phẩm danh mục. Đó, nó list ra rồi, một cái ăn ngay. Ngày tạo không có gì. Đây chính là cái đọc danh sách ra để cho các bạn có thể nhìn thấy. Với cái trạng thái này nó già là như này thì ngày tạo chúng ta cũng có thể để cái width của nó nhỏ hơn một chút. Chúng ta có ngày tạo ví dụ tính là 20% đi, còn cái trạng thái này là 10%, còn ngược lại thì tùy. Đó, ví dụ như vậy. Để bài 1 chúng ta sẽ chỉ lấy ra cái danh sách. Ở đây có danh mục, mục sản phẩm, bỏ cái small đi. Đó, danh mục sản phẩm của chúng ta sẽ list ra như thế này. Và bài tiếp theo là chúng ta sẽ học với filter và cách hiển thị các cái date cũng như là cái if else ở trên giao diện, nó gọi là directive, và các cái filter. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến bài này. Bài này chúng ta chỉ cần list ra dữ liệu như này với BI service các bạn tạo là ok. Mình sẽ commit cái này lên trên source tree. Bài này chúng tương đối, cũng tương đối dài bởi vì chúng ta phải include nhiều thứ vào file status, modify tất cả comment. Ok, chúng ta có web, các cái nhúng, bài 23, list data. Chúng ta nhúng lên bài số 23. Ok, bài số 23 của chúng ta đã có đây. Các bạn có thể tham khảo mã nguồn để xem. Cảm ơn các bạn.